Trước khi nghe lời Chúa, chúng tôi xin phép cầu nguyện. Before we listen to the word of God, we'd like to pray. Cha ơi, giờ này chúng con đến với Ngài trong danh Jesus Christ. Father, we come to you in the name of Jesus. Chúng con cầu nguyện Thánh Linh của Ngài đến ở với chúng con trong thời giờ này. Pray that your Holy Spirit pour upon us at this moment. Và làm chủ môi miệng của chúng con. And be with us and be the Lord of our mouth. Và mở lòng chúng con. And open our hearts. Dạy dỗ chúng con. Teach us. Để chúng con hiểu được lời của Ngài. That we can understand your word. Và chúng con tiếp nhận được lời của Ngài. We receive your word. Nguyện lời của Ngài trong buổi chiều hôm nay. May your word this afternoon. Đụng chạm đến mỗi tấm lòng của chúng con. Touch each heart for them. Thay đổi đời sống của chúng con. Change us, Father. Làm cho chúng con nên mạnh mẽ ở trong Ngài. Make us stronger in you. Chúng con cầu nguyện. We pray. Trong danh Chúa Jesus Christ. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Cảm tạ Chúa, chiều hôm nay chúng ta sẽ học với nhau về đề tài ta ở với các con. Give thanks to the Lord. The topic we're gonna learn all with you today is I am with you. Ở trong Matthew đoạn 28 câu 20. Let's open Matthew chapter 28 verse 20. Trong Matthew chapter có 28 chương và chương 28 thì câu cuối cùng là câu số 20. Matthew have 28 chapter and the last chapter 28 the verse last is the 20. Đức Chúa Giêsu phán với họ. 20. Xin lỗi. Trong câu 20 và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con. Và này, ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Matthew 28:20. Teaching them to observe all I have commanded you, and behold, I am with you always at the end of age. Và này, ta ở luôn với các con cho đến tận thế. And for now and always, I will be with you. Quý vị có thể thay cái chữ các con bằng cái chữ con để đặt chính mình vào trong câu kinh thánh này. You can change the words with me, so you can feel friendly between like father and child. Chúa Giêsu phán, ta luôn ở với con. Jesus said, I will always be with you. Luôn luôn có nghĩa là không một giây phút nào mà Chúa lìa bỏ chúng ta. Always really mean not a moment. Always and always be with you. Ngài ở với chúng ta 24/24. Jesus will be with you 24/7 day a week. Ngày cũng như đêm. Day or even night. Không có một giờ phút nào tình yêu của Chúa rời bỏ chúng ta. No moment the love of God is leaving you at all. Và không những Chúa ở với chúng ta 24/24, nhưng mà Ngài còn ở với chúng ta cho đến tận thế. Not only He live with you 24/7 a week, but He always be with us until the end of age. Hallelujah. Hallelujah. Ở trong kinh thánh. In the Bible. Tổ chức Bible Gateway họ có đến coi thử có bao nhiêu lời hứa ở trong toàn bộ kinh thánh. You know, GatewayBible.com have count how many promises God gave to us. Thì họ đến tổng cộng có 45,467 lời hứa của Đức Chúa Trời ở trong kinh thánh. So through Bible Gateway, they counted there is 5,467 promises. Có những người đếm và cho biết có ít lời hứa hơn. Some of the people might count and less than 5,000. Nhưng mà có những người đếm và cho biết có nhiều lời hứa hơn. Others might count more than 5,400. Nhưng mà chúng ta thấy rằng có rất nhiều lời hứa của Đức Chúa Trời trong kinh thánh. However, we all know that
Đó là cái lời hứa được tìm thấy ở trong Matthew đoạn 28 câu 20b. And that is the verse of Matthew 28:20. Và nay ta luôn ở với các con cho đến tận thế. For I will always be with you at the age, the end of age. Điều này, cái lời hứa này có một cái ý nghĩa như thế nào? What is the meaning of these promises? Một người bình thường ở với chúng ta thì what? Không phải là một điều lớn lao lắm. You know, as a normal person, someone be with you is not that big of a deal. Nhưng mà Đức Chúa Trời là đứng tạo hóa cả vũ trụ ở với chúng ta, đó là một điều hết sức quý báu. But the creator of the universal has promised to be with you, and that is a treasure promise. Nếu một vị vua ở với chúng ta, điều đó đã quý rồi, nhưng đây là vua của muôn vua ở với chúng ta. If you get a king who wanna be with you, that is already so treasure. But the king of all king promised to be with you. Nếu mà có người tỷ phú giàu nhất thế giới này ở với chúng ta, điều đó đã quý lắm rồi. Nhưng mà Đức Chúa Trời là đứng làm chủ hết tất cả mọi vật ở trong vũ trụ này ở với chúng ta, thì đó là một điều hết sức đặc biệt. So if you have a billionaire who promised to be with you, you like that. But this is the one who made billionaire of this earth, who created this whole universal, promised to be with you. What about that? Nếu mà để đi tìm hiểu thêm một chút nữa, xin hội thánh cùng mở ra trong Tin Lành Giăng đoạn 14. So let's go in deep into John chapter 14. Yeah, và bắt đầu từ câu 15. From verse 15, let's open your Bible and be with us on John. Yeah, nếu mà quý vị có kinh thánh thì mở kinh thánh ra, hoặc là ai dùng phone để đọc kinh thánh thì có thể mở phone ra. Tin Lành Giăng đoạn chương 14 và bắt đầu từ câu 15. On John 15, verse 15. Nếu các con yêu mến ta, thì sẽ vâng giữ các điều răn ta. Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con một đấng yên bùi khác để ở với các con đời đời. Sorry. Tức là thần chân lý mà thế gian không thể nhận lấy được. So sorry, John 14, verse 15. If you love me, you will keep my command. And I will ask my Father, he'll give you another helper to be with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither see him nor know him. And you know him, for he is dwell in you and be with you. Ở trong này, Chúa Giêsu hứa với các môn đồ, nếu các con yêu mến Thầy. You know, in this verse, Jesus promised with the disciple, if you love me, thì ta sẽ cầu xin Cha ban cho các con một đấng an ủi khác. So I will ask the Father to send you a helper. Ngài sẽ đến và ở với các con. He will come and he will demand among you. Và ở trong các con. Dwell inside of you. Và Ngài sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. And he will live with you every day until the end of age. Chúng ta hãy đọc Giăng 14 và câu thứ 23. Let's turn to John 14, but verse 23. Dạ, Giăng đoạn 14 và câu số 23. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, nếu ai yêu mến ta thì sẽ vâng giữ lời ta. Ta sẽ yêu thương người và chúng ta sẽ đến cùng người và ở với người. Verse 23, Jesus answered them, if anyone love me, he will keep my word. And my Father will love him, and we will come to him and make home with him. Trong này Chúa Giêsu hứa với các môn đồ, nếu các con yêu mến ta
So in this verse, Jesus promised the disciple. Nếu các con yêu mến ta, if you love me, thì cha ta sẽ yêu mến người đó. Then my father will love you. Và chúng ta, tức là ta và cha của ta sẽ đến và ở trong người. And so we, which is my father and me, will come and live among you, dwell in you. Như vậy ở trong chương đoạn 14. So therefore, in chapter 14 of John, Chúa hứa với chúng ta rằng, God promised. Nếu chúng ta yêu mến Ngài, if we love Him, quý vị phải nhớ kỹ cái điều kiện này nha. You got to remember this condition. Nếu chúng ta yêu mến Ngài, if you love me, thì Đức Chúa Cha sẽ đến ở trong chúng ta. My Father will come dwell among inside of you. Chúa Giêsu sẽ đến và ở trong chúng ta. And Jesus also come dwell inside of you. Đức Thánh Linh sẽ đến và ở trong chúng ta. The Holy Spirit will come and dwell inside of you. Ngài đến ngài ở có ở trong có nghĩa là take residence có nghĩa là cư trú ở trong chúng ta. Live inside the well among inside of us. Đó là ba ngôi Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. And that is the Trinity God inside of us. Hallelujah. Ngài khen Chúa. Chỉ cần chúng ta yêu mến Ngài. The only condition we need is love God. Hallelujah.